hơi tốt đó, cho nên cảm giác nó hơi hụt. Lâu quá không gặp anh em, một tháng rồi. Lát bị ăn hành bởi dịch dữ quá, bây giờ mới có cơ hội lên làm clip lại cho anh em nè. Để đánh dấu sự trở lại, hôm nay mình thay đổi xe một xíu nha. Đang trên tay con xe của Benelli Neutino 500 này. Ngày hôm nay là coi như anh em mình cùng nhau để mà ngồi nói nhảm giữa con này đi. Chứ mà lát mà quay theo cái kiểu truyền thống như hai con Winston với lại cái con, cái hai cái clip review con Winston với lại review con xe kia á, chứ nó cũng hơi chán. Mình nó kiểu mà truyền hình quá. Mình quay cái kiểu này để lại thân thiện với anh em không? Với lại như mỗi lần mà mình chạy xe mình thấy cái cảm giác gì hay là cảm thấy như thế nào mình chia sẻ cho anh em để review với anh em thực tế hơn. Giờ
giờ nói nhiều nữa. Hầu như có thể gọi đây là một hãng phân phối, bán những cái dòng xe phân phối lớn giá rẻ để cho anh em có thể dễ dàng tiếp cận được chơi. Những anh em nào mà mới chơi phân phối lớn lần đầu thì có thể chọn con này rồi, đầy đã lắm. Con này thì quá là ổn định luôn, chạy mình cảm giác khi mà mình chạy trong thành phố, mặc dù đây là lần đầu tiên mình cởi phân khối lớn. Đèo tiền các bạn thấy cửa nhẹ nhàng luôn, 500 phân khối mà điều khiển rất là nhẹ nhàng luôn. Đi đổ xăng mà thấy mòn mỏi luôn. A few moments later. Ê, nói về rồi, nói về rồi. Á đụng. Ê, à, cái này vui nè. Cái này vui nè, địt mẹ. Má chạy mô tô mà đi cái này mới chất nè. Chất không, chất không, chất không. Đâu, má. Chất không? Đi mô tô kìa. Vậy? À, được, thằng này má xì tay khá. Ngon lành cành đào. Sư tử nhỏ. Này gọi là gì ta? Leosino 500. Leosino 500. Bình thường nha, không phải bánh treo nha. À, bánh treo nó khác gì ta, như bánh căm. Bánh treo, bánh căm. À, bánh treo, bánh căm. À, đó phân biệt giữa treo với lại bản thường nè. Bản treo như là cái phột này nó cao hơn xíu nữa. Tôi không rõ nữa bạn. Nói chung á là con này ăn đứt trong tầm giá với phân khúc 500. Nếu mà kiếm ra con nào 500cc mà 160 mấy gai giấy tờ, đạt được cái độ êm với tất cả mọi thứ vậy, nói thiệt con này cái dáng nó quá đã luôn. À, nếu như mà anh em biết con 302S của Benelli thì 302S đó là nó giống như con đúc. Mình thì thấy giống là đúc 390. À, còn con mới ra gì, con 500 gì? 502S thì mình thấy giống Ducati Diablo. Con này thì giống Ducati, nhưng mà dòng đây đúng là dư cả tỷ, mà không có dư cả tỷ thì mình có dư một xíu thì mình được con này. Đèo tiền. Được. Nói chung là cái dàn chân êm nè, dàn thắng của nó cũng rất là tốt, hoạt động tốt. Nhưng mà có một điều á, hai máy này phải nhớ chú ý cẩn thận. Đâu phải cùm côn, cùm tay nào, cùm thắng nào vô anh em cũng xài được đâu. Nó không đủ lực thắng để nó ép vô cái má phanh á, thì làm sao mà anh em thắng được. Thắng gì đâu mà như tay thắng như tay côn luôn, nó má bóp và yêu. Má sát vậy, hơi nguy hiểm. Thứ nhất là bóp vô cái anh em nào mà tay bự như tôi á thì nó bị đập vô xương. Đó, cho nên thắng cái này cũng phải hơi mệt, chạy cũng sẽ hơi mệt hơn cho anh em. Chú ý, chú ý, chú ý. Thì lên sơ sơ dạng này thôi. Hiruma đo áp suất lớp, màn hình đồng hồ hiển thị cũng ok, tất cả mọi thứ luôn.
được cái á, biểu hiện được nhiệt độ máy, nhiệt độ thời tiết ngoài bên ngoài nè, với lại giờ, ok, số má này nọ, tất cả các kiểu, bật tắt ABS ở đây đó. Rip này là bật bật chế độ bốc đầu này, đúng không? À, bốc đầu. Đúng rồi, bốc đầu hoặc là ban đầu. À, mình thì cảm nhận của một vài phút chạy xe thì ok, con này là coi như là chạy lái thành phố, lái cà phê và cảm nhận chạy thoải mái, đi tour hoặc là trong đường phố kẹt xe. Chỉ có điều là hơi nóng xíu thôi, đối với mình là lần đầu tiên lên phân khối lớn thì hơi nóng. Còn Lân là người chạy suốt một tuần nay thì Lân cho cảm giác rồi. Mình thấy cũng đeo nóng lắm. Thấy cũng đeo nóng lắm. Ừ. Tại vì mình đã từng chạy qua Hạt Lai hay Viêm Đức rồi, cho nên là những cái con đó thì nó nóng kinh khủng hơn con này nữa. Cho nên là vậy, các bạn thấy không, mình đi dép hồng đó, mà quần đùi đó, mà dép hồng quần đùi đàng hoàng, anh em thấy không? Được, thằng này khá được. Nghĩa là dăm ba cái nóng này chả là cái đinh gì hết. Rồi, cảm nhận một tuần chạy thì cái con này ok không? À, theo mình á, mình là mình không phải là một fan cứng của Benelli cho lắm. Đúng rồi, chạy cảm nhận. Mình chỉ là đem về để trải nghiệm. Ok. Thử xem con xe này nó như nào. Thì theo mình đánh giá thì cái con Lucino này á, cái nước ga đầu, những cái số 1, số 2 của nó thì cái xe nó cực kỳ là bốc, ổn, cực kỳ bốc. Đúng, à, xác nhận đó. Chứ nó không có đầm như những con xe khác của Benelli, như là TRK hay là 302S. Những con đó chạy mình thấy rất là đầm, nhưng riêng con này chạy như ngựa phi á, cà lọc cọc, cà lọc cọc. Khá là ok, bứt tốc khá là ổn. Nếu mà ra đường trường mà chơi á thì vượt xe xe ben, xe đồ vượt thì rất là tốt luôn. Nói chung là rất là mạnh. Ngon. Con này đi tour, nếu như mà gọi là đi tour mà đường dài từ 500 đến 1000 cây thì Lân thấy làm sao? À, nếu mà đi từ 500 đến 1000 cây á thì mình chưa đi hưởng này bao giờ. À, nhưng mà theo mình đánh giá là chiếc xe này khá là ổn so với lại cái đường phố ở Việt Nam. Rồi, thông thường á, những người mà muốn mua xe là người ta quan tâm một điều á, là thứ nhất rồi là độ bốc. Con này có độ bốc rồi đúng không? Có độ bốc. Độ ổn định khi mà chạy đường trường. Có ổn tốc định độ luôn. Từ 80 tới 120 rất là ổn định đúng không? Rồi, cái quan trọng tiếp theo đó là tiết kiệm nhiên liệu hay không? Theo Lân thấy, theo mình đánh giá thì đã chạy được một tuần rồi. À, mình đổ đầy bình mà mình ngày nào mình cũng chạy hết, mình chạy từ đây qua từ quận 10 qua tới quận 2. Mà mình chạy từ nhà mình đi học, từ nhà mình đi làm thì mình thấy không, bây giờ các bạn thấy không, giờ nó vẫn còn 3 vạch. Ồ má à. Mới nãy đéo có vạch nào xong rồi tự nhiên xuất hiện cái đũa lên 3 vạch. Cắt. Đó, lên chống đổ này nọ tất cả mọi thứ. Con này ok mà phải không Lân? À, ok, theo mình đánh giá thì đây là cái con mà mình có thể cảm nhận là, theo mình đánh giá là có thể nói là cái con Lucino 500 này á, là cái con mà ok. Ok. Trong tầm tiền đó. Cái tầm tiền đó và với cái hãng Benelli đó. Với cái hãng Benelli đó. Cho nên á, anh em phải luôn luôn nhớ một câu, tiền ít thì không đòi được hết tùm lum. Đó, à, mình có gì mình xài đó, vẫn có đủ độ an toàn cho anh em, đó là ABS 2 kênh nè. Rồi, à con này được cái anh em hay vuốt đít đúng không? Đây có đồ, đồ người ta hay đội đồ gạt bíp. À, cái gạt ship thì có sẵn anh. À, đồ gạt ship thì có sẵn. À, gạt ship zin, được, con này được. Má, nói chung là con này là tổng thể, không có gì để chê hết á. Thôi, nói chung là clip của anh em của chúng tôi đến ngày nay là ok rồi. Thì sắp tới là chúng tôi sẽ làm thêm một vài series về accessory, nghĩa là phụ kiện cho con Bridgestone đó. Anh em nhớ đón xem nha, ngày hôm nay là clip đánh dấu lại sự quay trở lại của Last ST Vlog. Anh em cố gắng ủng hộ nha. Sắp tới còn nhiều clip hơn nữa. Rồi, chào anh em nha. Chào anh em, bye bye.